Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài gói cái đồng 99 này. Đang chuẩn bị đi về Lâm Đồng để làm việc với cái vườn cây ăn trái và một số cây ăn trái và cái vườn cây sầu riêng để giúp sát khuẩn cho cây, xanh cây sạch bệnh. Cái này thì các anh chị cũng có thể là sử dụng để tưới gốc hoặc là phun lá nhé. Tưới gốc thì nó sẽ sát khuẩn và nó sẽ giúp cho cây tăng sức đề kháng đối với các nấm vi khuẩn gây hại ở dưới bộ rễ này. Còn nếu như mà mình phun trên lá ấy, thì nó sẽ giúp tẩy rửa rong rêu trên cây này và nó sẽ giúp sát khuẩn trên thân cành lá, hạn chế những cái việc như là bị gẻ lá, gẻ trái này, nứt thân, xì mù và nấm gây bệnh khác này. Tưới gốc thì một gói này các anh chị pha khoảng tầm 300, 200 đến 300 lít này. Còn phun trên lá thì các anh chị sẽ dùng khoảng từ 300 đến 400 lít. Nếu như cây đang có nuôi trái thì các anh chị dùng 400 lít, mà cây mà sau thu hoạch hoặc cây con đang phát triển thì các anh chị phun trên lá khoảng tầm 200 đến 300 lít thôi. Nó sẽ giúp cho cây xanh, cây sạch bệnh và sát khuẩn. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Hoặc cũng có thể là bấm vào cái nút theo dõi ở góc bên dưới video này nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.